Dự thảo luật đất đai sửa đổi là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là đối với ngành công thương. Với sự quan trọng như vậy, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi và triển khai các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bộ Công Thương. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về nội dung dự thảo luật đất đai sửa đổi với 3 nội dung chính gồm: 1. Cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 2. Cho ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo luật theo yêu cầu tại nghị quyết số 170 NQCP. 3. Cho ý kiến đối với toàn bộ dự thảo luật đất đai sửa đổi về bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày tại dự thảo luật. Các ý kiến tại hội nghị đều đóng góp rất nghiêm túc, tâm đắc, thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng với dự thảo lần này. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị tiếp tục phát động công chức, viên chức, người lao động tích cực nghiên cứu, tham gia, đóng góp ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhất là các nội dung có liên quan đến phạm vi quản lý của ngành. Đồng thời, giao vụ pháp chế Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì tổng hợp toàn bộ các ý kiến góp ý của Bộ Công Thương, trình lãnh đạo bộ phê duyệt và gửi Bộ Tài nguyên Môi trường theo kế hoạch. Cũng tại hội nghị, Bộ Công Thương đã triển khai công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương theo Nghị định số 96/2022/NĐ-CP. Theo đó, Bộ sẽ triển khai đồng thời việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy theo Nghị quyết số 20/NQ-CP và xây dựng phương án bố trí, sắp xếp nhân sự một cách hiệu quả nhất, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cũng như nguyên tắc khách quan, minh bạch, từ đó tạo sự đồng thuận trong tập thể người lao động. Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cần khẩn trương tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy. Bộ trưởng cũng giao các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý hoàn thành trong tháng 3 năm 2023, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc mới, đồng thời thực hiện hai mục tiêu: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phòng chống tham nhũng.